việc mà người cao tuổi mà quên thuốc là cái việc mà khó là tránh khỏi. Thì cái việc mà người nhà giúp mà kiểm tra và giám sát cái việc dùng thuốc thì rất là quan trọng, nên bạn nên chú ý và dễ làm. Với những người bị tăng huyết áp thì có rất nhiều điều cần lưu ý, bên cạnh việc là sử dụng thuốc đều đặn hàng ngày, tuân theo lộ trình điều trị của bác sĩ, hay là việc ăn uống nhạt này, cũng như là chế độ tập luyện phù hợp. Thì với người nhà bệnh nhân của người tăng huyết áp thì cần lưu ý gì ạ? Thì với những người mà có người thân bị tăng huyết áp thì cái việc đầu tiên là phải cùng với cả bệnh nhân tăng huyết áp kiểm soát cái việc có uống thuốc hay không, con số huyết áp hàng ngày là như thế nào, và phải giám sát cái việc mà bệnh nhân có tuân thủ điều trị hay không. Quan trọng nữa là đến cái thời gian mà cần gặp bác sĩ là phải hướng dẫn người nhà, người thân của mình đến gặp bác sĩ, đặc biệt ở những giai đoạn mà bệnh huyết áp nó không được khống chế, huyết áp tăng cao quá hoặc giảm thấp quá, hoặc là nghi ngờ xuất hiện biến chứng của tăng huyết áp, chúng ta cũng phải đưa người nhà, người thân của chúng ta đến gặp bác sĩ để bác sĩ trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta vừa đặt ra. Vậy thì cụ thể với những người thân của người nhà bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta có cái thời gian cụ thể nào để tái khám lại hay không, hay là cũng tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân của mỗi người ạ? Mà cái thời gian mà thường quy bệnh nhân có thể đến gặp bác sĩ được là 3 tháng một lần. Bác sĩ khám và điều chỉnh huyết áp nếu cần, và khám phát hiện xem bệnh nhân có xuất hiện biến chứng hay chưa. Thế thì 3 tháng một lần cũng là một cái mốc mà chúng ta phải kiểm tra các cái chức năng cơ bản của cơ thể. Ví dụ như là kiểm tra chức năng gan, chức năng thận, đường máu và mỡ máu là những cái bệnh kèm theo. Nữa là chúng ta phải làm một cái điện tim xem có thiếu máu cơ tim chưa, phải làm siêu âm tim xem là chức năng cơ tim còn tốt không, thành tim có bị dày hay không. Đó, thì là nếu mà trường hợp mà phát hiện biến chứng sâu hơn thì chúng ta phải tiến hành nhiều kỹ thuật can thiệp sâu hơn về tim mạch thì chúng tôi đã chia sẻ từ ban đầu. Thưa bác sĩ, tôi có nghe chia sẻ của bác sĩ thì biết rằng là bệnh tăng huyết áp thì không chữa khỏi hoàn toàn, cũng như là việc chúng ta phải tuân thủ điều trị bệnh là uống thuốc là một điều rất quan trọng. Nhưng mà mẹ tôi hiện nay thì cũng đã lớn tuổi rồi và bà cũng thỉnh thoảng là quên không uống thuốc tăng huyết áp. Vậy thì với người nhà thì tôi cũng cần phải làm gì để có thể là giúp mẹ mình cải thiện tình trạng này cũng như là điều trị ổn định huyết áp ạ? Cái này thì mỗi bệnh nhân thì thông thường thì chúng tôi sẽ nói với bệnh nhân tầm quan trọng của cái việc điều trị huyết áp thường xuyên. Nhấn mạnh lại là huyết áp là bệnh không chữa khỏi được, là một bệnh mãn tính, do vậy chúng ta cái việc mà điều trị huyết áp kéo dài và duy trì suốt đời là bắt buộc. Mỗi bệnh nhân nên có một cách nhớ việc uống thuốc riêng. Thì có những bệnh nhân thì chúng tôi thấy là có những bệnh nhân họ cho vào các cái vỉ đóng liều, buổi sáng họ sẽ mở cái hộp thuốc của người ta ra và uống theo ngày. Đó thì bạn có thể áp dụng cách này cho mẹ của bạn. Ví dụ như chúng ta sẽ làm một cái hộp thuốc có sắp xếp từ thứ 2 đến thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Và chúng ta có thể kiểm soát được cái việc mà mẹ quên thuốc như thế nào. Ví dụ chúng ta mở cái hộp thuốc của mẹ ra, thấy thứ 3 chưa uống, tức là thuốc ở ngày thứ 3 còn, thì chứng tỏ là thứ 3 mẹ đã quên uống thuốc. Và cái việc mà người cao tuổi mà quên thuốc là cái việc mà khó là tránh khỏi. Thì cái việc mà người nhà giúp mà kiểm tra và giám sát cái việc dùng thuốc thì rất là quan trọng, nên bạn nên chú ý và có thể làm theo cách này.